Tính ra đắn đo suy nghĩ gần nửa năm trời, bữa nay mới quyết định đổi cái tủ lạnh nè mọi người. Cái kia bây giờ để đồ tùm lum tùm la nó chật cứng, nên thôi trước sau cũng đổi đổi luôn. Mà hổm ra tiệm mẫu này người ta báo hết đời nửa tháng mới có. Rồi hôm qua nằm lướt lướt Shopee, ai ngờ có trên Shopee, quất đặt về luôn. Mà tưởng đâu là phí ship cao do đặt từ Sài Gòn về Cần Thơ lận. Ai ngờ đặt trên shop mall không có tốn đồng bạc ship nào chân á. Sẵn mấy anh giao tới, nhờ ginh cái tủ cũ đem trên phòng để nước uống. Hễ mà cái nhà mua thêm được cái gì là hai đứa mừng úm hết trơn. Gán đợi 1-2 ngày cái tủ lạnh nó ổn định và khoe với mọi người nè. Xin xin, đây là cái tủ lạnh sau 2 ngày mọi người. Cái tủ lạnh của mình nó ổn định hơn thì mình sẽ cho mọi người coi bên trong nó có cái gì chi tiết nha. Bên trong rất là rộng luôn. Rồi. Này mà lấy hết ngang ra xiên đá vô ngồi được luôn. À, cái này là để mình uống nước lạnh á nhanh, còn ăn đông thì mình cũng rất là thích luôn tại vì nó có làm đá tự động là thứ nhất nè. Và nó ngăn cách giữa đồ tươi với đồ mình ăn liền ra. À mà quên kể với mọi người nữa, hộp tôi mua cái tủ lạnh này giao không đồng phí ship luôn, là nhờ cái mã free ship ít cha đó. Tính đồ sọc be mà mua đồ có phí ship là xưa rồi. Đợt này free ship ít cha tới 500 cành cho hầu hết tất cả các ngành hàng luôn. Tôi thị phạm thử cho mọi người coi, tìm mấy cái mall hay là mấy cái shop có tab để free ship ít cha, rồi mình chọn sản phẩm muốn mua, bấm vô thanh toán gã cái mã đó, còn không đồng free ship là được. Đơn giản mà tranh thủ chất lại giỏ hàng đi. Mấy cái đồ nặng nặng còng kềnh hay giao xa mà còn lăn tăn tiền ship nữa thì tranh thủ 7 tháng 7 đón ngay cái lễ hội free ship của Shopee này liền đi. Về phí ship không đồng là mê liền. Rồi thôi chỉ tới đó thôi. Cái dĩa dưa hấu tủ lạnh mới để 2 ngày đó mà còn tươi gói, kêu sen đá ăn không ăn. Sẵn đây tôi mới học được cái bánh mochi dưa hấu, tôi làm cho mọi người coi cho sen đá ăn nha. Rồi nguyên liệu để làm bánh mochi thì mọi người chuẩn bị dưa hấu, 150g bột nếp, 50g bột bắp, một muỗng canh đường, 20g dầu ăn. Ok, bắt đầu làm nha. Việc đầu tiên làm cái món này là mình ép lấy nước dưa hấu tầm 350ml nha. Lấy cái chảo hay cái nồi chống dính cho 150g bột nếp vô, xồ 50g bột bắp vô luôn. Ăn lạc thì nêm thêm muỗng canh đường, dầu ăn thì tầm khoảng 20g. Cuối cùng là cho 350ml nước ép dưa hấu nãy vô. Tài lanh tài lẹt chỉ ngồi biết làm được không. Rồi giờ lấy cái sạn hay cái giá gì đó, khoái chừng nào mà cái bột nó mịn nó tan ra được giống vậy. Bật lửa nhắc lên bếp mình sên. Từ lúc sống trên cuộc đời tới giờ, lần đầu tiên mới biết cái bánh này làm dễ tới nỗi vậy. Mình sên tầm 5 phút là nó kẹo là giống vậy. Để chút xíu nữa cục bột mình nó sẽ dẻo dẻo vậy. Đúng na đúng nín tới cưng lắm mọi người. Yeah, gam 1 cam tập be luôn nha. Wow. Mình cho lớp bột nếp gan gọi dưới, để cục bột lên mình nhồi tới nhồi luôn cho nó dẻo, cho đừng dính tay. Với lại cái bánh mochi nó sẽ có áo lớp bột ngoài giống như gan vậy đó. Hồi đó giờ mua bánh mochi ngoài chợ về ăn không, lần đầu tiên mới biết là cái bánh mochi nó dễ làm vậy luôn. Rồi giờ tạo hình từng cục nó giữa sai miệng mình. Vậy là mình hoàn thành xong cái bánh mochi rồi đó. Nhà có con nít mà làm cho nó ăn mấy cái này là hết sảy. Mời mọi người ăn cùng mình và sang đá nha. À, rồi cuối cùng cái bánh mochi dưa hấu mới làm lần đầu tiên của mình cũng xong mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha mọi người. Anh cũng ăn luôn. Mềm mềm, thơm cái mùi dưa hấu đó mọi người. Nhưng cái này cũng dễ làm quá ha. Đúng rồi. Ngọt 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 dừa thôi mọi người. Mà nó rất là dậy cái mùi dưa hấu luôn. Mà không biết tại sao nó ra màu cam nữa. Khá là lạ nha mọi người. Cái màu đẹp ở trong nó dẻo dẻo à. Nè. Ừ.